Giữa rất nhiều những thông tin không vui như vậy thì chúng tôi muốn gửi tới quý vị một tin mà có lẽ nhiều người đã trông đợi từ lâu. Đó là chiều nay thì bác sĩ Hoàng Công Lương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã được tại ngoại và trở về nhà. Sau sự cố y khoa khiến 8 người tử vong ở bệnh viện này, bác sĩ 31 tuổi này đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì đã ký y lệnh cho chạy thận khi chưa có biên bản bàn giao thiết bị. Thông tin vui này được ông Nguyễn Huy Quang, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế xác nhận với phóng viên chào buổi tối. Ông Quang cho biết việc cơ quan công an khởi tố vụ án và bắt tạm giam bác sĩ Hoàng Công Lương về tội vi phạm quy định về chữa bệnh là đúng với quy định của Bộ luật hình sự. Tuy nhiên bác sĩ Lương là bác sĩ trẻ có nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn, phạm tội này mang tính chất vô ý và không có biểu hiện bỏ trốn nên Bộ Y tế đề nghị cơ quan công an xem xét để thay đổi biện pháp ngăn chặn. Trong khi đó, theo các luật sư, theo quy chế khám chữa bệnh, bác sĩ không có trách nhiệm kiểm tra chất lượng vật tư y tế mà chỉ phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề có liên quan đến chuyên môn hoặc y đức.